Ngày 15 tháng 4, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley tuyên bố nước này sẽ không rút quân khỏi Syria cho đến khi hoàn thành các mục tiêu, trong đó bao gồm việc bảo đảm vũ khí hóa học không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào có thể gây hại tới lợi ích của Mỹ và tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng bị đánh bại. Phát biểu trên truyền hình, bà Haley cho biết việc đưa binh sĩ về nước là ưu tiên hàng đầu của Mỹ, song nước này sẽ không rút quân cho tới khi biết rõ các mục tiêu kể trên đã hoàn tất. Đề cập tới mối quan hệ Nga-Mỹ, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc thừa nhận tình hình giữa hai bên đang rất căng thẳng, song Washington vẫn hy vọng về một mối quan hệ tốt đẹp hơn. Cùng ngày, trả lời phỏng vấn trên đài CBS, bà Haley cho biết Syria lâu nay đều từ chối tham gia các cuộc đối thoại đa phương như một phần của tiến trình chính trị được Liên Hợp Quốc bảo trợ và cho rằng Nga cần thuyết phục Syria ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cũng khẳng định Washington sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc đối thoại trực tiếp nào với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.